Xin chào tất cả mọi người, tôi là Rhymastic đến từ Rap Việt. Mọi người hãy bình chọn cho Rap Việt tại giải Mai Vàng 2020. Cùng tham gia đề cử Rap Việt tại giải Mai Vàng 2020 theo các bước sau. Bước 1. Truy cập trang web maivang.nld.com.vn, vào mục phiếu đề cử điền thông tin. Bước 2. Chọn hạng mục chương trình truyền hình và điền tên show Rap Việt. Sau đó ấn gửi phiếu đề cử. Đối với số điện thoại đã xác thực thì việc bầu chọn đã thành công. Đối với số điện thoại tham gia bầu chọn lần đầu, cần chứng thực số điện thoại. Bước 3. Soạn tin nhắn trên điện thoại theo cú pháp Mai Vàng, gửi 8100, mức phí cho mỗi tin nhắn là 1.500 đồng. Quý khán giả hãy nhớ ủng hộ Rap Việt tại Mai Vàng 2020 nhé! Rap Việt 20 giờ thứ 7 trên HTV 2 V Channel.